xí phát trái. Đây là clip đầu tiên trong năm Mậu Tuất 2018. Trong mình hơi lồng lộng một chút. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết những điều cơ bản nhất, cần thiết nhất trong ngữ pháp của tiếng Anh. Chỉ cần những cái đấy thôi là các bạn có thể nói chuyện với cả người Tây mà không sợ bị sai ngữ pháp. Bắt đầu nha. Đầu tiên là các bạn cần phải biết thì. Như chúng mình biết là đã có 12 thì. Các bạn có thể xem clip của Dan Hauer về những thì cần thiết nhất mà các bạn cần học. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn phát triển nhiều hơn từ những thứ cơ bản nhất đấy, các bạn cần phải biết làm thế nào để sử dụng từng thì một cách hiệu quả nhất. Hôm nay mình xin nói cho các bạn biết là từng thì sẽ có ứng dụng như thế nào nhé. Đầu tiên là có hai loại là thời và thì, nhưng mà mình không biết thế nào là thời và thế nào là thì. Thì có tương lai, quá khứ và hiện tại. Còn thì hoặc là thời thì có đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Gộp lại nhân 3 nhân 4 lên thì thành 12 thì mà mình hay dùng. Hiện tại, tương lai và quá khứ thì chắc là mình sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Mỗi cái nó sẽ dùng để nhấn mạnh vào một thứ khác nhau. Thứ nhất là đơn sẽ tập trung vào sự kiện. Ví dụ như là I do exercise. Cái việc tập thể dục nó đang xảy ra trong thời hiện tại. I did homework yesterday cũng thế. Hoặc là I will go to England. Tiếp theo đó là thì tiếp diễn. Tiếp diễn sẽ nhấn mạnh vào khoảnh khắc. Tiếp diễn sẽ nhấn mạnh vào khoảnh khắc. Ví dụ như là I am doing my homework, tức là nó nhấn mạnh vào cái khoảnh khắc hiện tại. Cũng giống như thế ở trong thì quá khứ, thì nó là I was doing my homework at 10 o'clock yesterday, for example. Hoặc là trong thì tương lai chẳng hạn, thì nó cũng thế. Tiếp theo là thì hoàn thành. Thì hoàn thành thì thường nhấn mạnh vào cái kết quả, tức là một cái chuyện gì đó đã hoàn thành rồi và đã có kết quả rồi. Thì cuối cùng đó là hoàn thành tiếp diễn, thì nó lại nhấn vào quá trình. Ví dụ như là I have read 3 books today, thì tức là bạn nhấn mạnh vào cái kết quả 3 quyển sách. Nếu bạn nói là I have been reading books, tức là bạn đang nhấn mạnh vào cái quá trình là tôi đang đọc sách. Đó là cái quá trình. Có lầm lộn gì tí nhé. Hiện tại đơn sẽ nói về những sự kiện ở trong hiện tại. Quá khứ đơn nói về những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Tương lai đơn sẽ nói đến sự kiện ở trong tương lai. Hiện tại tiếp diễn nói về những điều đang xảy ra tại một thời điểm trong hiện tại. Có một cái rất là đặc biệt, đấy là thì hiện tại tiếp diễn ý, nó sẽ có thể dùng để nói về tương lai. Các bạn có thể xem cái này trong clip của Dan Hauer. Tương lai tiếp diễn nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại một thời điểm nhất định. Quá khứ tiếp diễn nói về một hành động xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Tương lai hoàn thành là một công việc gì đó đã hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai, và đó là kết quả mà bạn sẽ có thể có trong tương lai. Hiện tại hoàn thành, kết quả mà bạn đã có ở trong hiện tại. Và quá khứ hoàn thành là một kết quả bạn đã có trong quá khứ. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn là nhấn mạnh vào cái quá trình đang xảy ra ở hiện tại. Tương lai hoàn thành tiếp diễn là nhấn mạnh vào quá trình đang xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên cái thì này thì khá là ít mình dùng. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là nhấn mạnh vào cái quá trình ở trong quá khứ. Tuy nhiên thứ này nó cũng rất là ít mình dùng. Còn về sâu hơn thì tất nhiên là các bạn có thể đi học những cái lớp ngữ pháp khác. Còn cái này nó chỉ gọi là cái tổng quát thôi. Mong rằng các bạn hiểu. Nói rõ ràng hơn về hiện tại hoàn thành thì bạn có thể tham khảo clip của Dan Hauer, vì đó là cái clip đầu tiên và duy nhất mà mình đã xem ở trên YouTube về những thời thì thường hay sử dụng trong tiếng Anh. Và đấy là cái nguồn duy nhất mà cũng là nguồn đầu tiên mà mình thấy là có thể tin tưởng được, và cũng khá là đúng theo những kinh nghiệm của mình. Vì vậy mà các bạn có thể qua đó, hoặc không thích thì thôi. Phần quan trọng thứ hai trong ngữ pháp tiếng Anh đó là trợ động từ, mà mình cảm thấy là không có nhiều người dạy cái này cho học sinh của mình. Rất nhiều bạn học giao tiếp đã quên mất cái phần này, khiến cho cái câu cú của nó không được tự nhiên cho lắm. Trợ động từ nó đóng vai trò khá là quan trọng trong câu hỏi. Ví dụ như là What do you do? Thì do này chính là trợ động từ. What are you doing? Thì are chính là trợ động từ. What have you done? Thì have là trợ động từ. Và ngoài ra có những trợ động từ khác nữa.
dùng để hỗ trợ cho động từ. Các bạn khi học tiếng Anh thì đừng quên những cái động từ này. Đôi khi thì nó sẽ không xuất hiện trong câu. Hiện tại đơn câu khẳng định thì sẽ không xuất hiện, nhưng mà câu phủ định thì chắc chắn là sẽ có. Ví dụ như là I don't go to the gym thì bạn sẽ không thể nói là I not go to the gym được. Nhớ nhé. Thì trợ động từ không phải là động từ chính. Nó sẽ đứng trước động từ và sẽ phụ trợ cho động từ, giống như là cái tên gọi của nó, trợ động từ. Thì những trợ động từ này sẽ đi với verb in, verb infinitive và phân từ hai. Thì cái này chắc là các bạn phải dùng nhiều các bạn mới nhớ được. Những trợ động từ hay dùng thì có rất nhiều. Thứ nhất là động từ rất là đặc biệt, đó là động từ to be. Động từ to be này ngoài nó là trợ động từ ra mà nó cũng là động từ chính luôn. Vì vậy mà nó rất là đặc biệt. Động từ to be thì có thể đứng cạnh với cả verb in này ở trong chỉ tiếp diễn chẳng hạn. Đấy. Ví dụ như là I am making a video here. Hoặc là I was making a video yesterday. Vân vân và mây mây. Động từ to be có thể xuất hiện ở trong thì tiếp diễn, hiện tại, tương lai và quá khứ. Trợ động từ hay dùng tiếp theo đó là động từ do. Ở trong hiện tại thì nó chia ra làm hai nhánh. Thứ nhất là I, you, we, they. Còn he, she, is thì nó sẽ là does. Không phải là da, không phải là does, mà là does. Còn trong quá khứ thì đó là did. Còn trong tương lai thì nó là không có, nó sẽ là will. Tất cả các thì tương lai thì đều có will. Cái do này thì không hay xuất hiện lắm. Ví dụ như trong thì hiện tại, nó sẽ xuất hiện khi mà bạn muốn nhấn mạnh vào việc là khẳng định một cái điều gì đó. Ví dụ như là I go to school every day. Và bạn muốn nhấn mạnh vào đó, I do go to school every day. Tức là tao có đi, thật thề. Thì các bạn nhớ là khi mà đã có xuất hiện của trợ động từ rồi thì cái động từ sau đấy sẽ không chia nữa. He does go to school, not he does goes to school, no. Cũng giống như ở trong hiện tại đơn thì quá khứ đơn, khi mà bạn đã cho cái trợ động từ vào rồi thì đừng chia động từ nữa. Ví dụ như là I did sleep last night, chứ không phải là I did slept last night nữa. Tiếp theo là một trợ động từ hay xuất hiện ở trong hoàn thành, đó là động từ have. Thế còn hoàn thành tiếp diễn thì nó sẽ là ghép của have và to be. Have been cộng với cả verb in, đó chính là những trợ động từ chính mà các bạn hay nhìn thấy. Ngoài những trợ động từ chính đó ra thì mình có cả trợ động từ khiếm khuyết, can, may, might, vân vân. Must, have to thì nó hơi đặc biệt một chút. Thể phủ định của nó sẽ là don't have to. Còn lại thì mình cứ nhồi những cái trợ động từ đấy trước động từ chính là được. Còn nếu mà nó là thể phủ định thì chen giữa trợ động từ và động từ. Ví dụ can, cannot, must not, do not, is not, are not. Đó là trong câu tường thuật bình thường. Còn trong câu hỏi thì như lúc nãy mình có nói ví dụ dưới đây, what are you doing đi cho nó đơn giản nhá. Thì đầu tiên sẽ là WH question. What, when, where, who, why, how, how much, how many. Chắc thế đủ rồi. Sau đó là đến trợ động từ, sau đó là đến chủ ngữ, sau đó mới là đến động từ chính. Còn nói về những câu hỏi yes no question, các bạn chỉ cần bỏ đi những từ để hỏi thôi, đơn giản. Đấy, quan trọng chỉ có thế thôi, mà vấn đề là mình nói từ nãy đến giờ có khi là các bạn sẽ quên hết ngay sau khi tắt cái clip này. Cho nên cái quan trọng là các bạn sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Vậy nha, chúc mừng năm mới.